Thời tiết mấy ngày hôm nay là coi như là nó toàn 39, 40 độ rồi. Những ngày nắng nóng này hầu như là chủ yếu trong vườn hoa là chính thôi, còn công việc hầu như không có. 4 giờ chiều mới dám ra đứa chỗ vỉa hè đứng thôi. Mấy hôm nay nắng nóng thì ra ngoài đường thực sự là đi đường rất vất vả, nhất là những cái lúc mà chờ đèn đỏ ấy, ở mặt đường nó nóng bốc lên rất là khó chịu. Buổi trưa này thường là bọn mình vào những cái công viên để ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu như mà nhiệt độ của nó ở trong vườn hoa này thì nó giảm rất nhiều, còn như ở ngoài thì là hầu như là đứng chỉ giỏi trong vòng nửa tiếng là phải chạy vào. Tháng này cái tiền điện tiền nước nó lên ầm ầm, coi như là làm không đủ trang trải cho cuộc sống, hầu như là phải cố mà chống chọi thôi vì cuộc sống này. Nắng nóng ở đây rất là gay gắt ạ, quạt đang phải xin ké này, sáng giờ vật vã quá. Dịch riêng mà đeo khẩu trang dưới cái trời nắng như thế này, em nghĩ em phải vô viện trước bệnh nhân. Mấy cái chỗ ngủ nó nắng quá không ngủ được, nó mệt lắm anh ạ. Tôi một buổi tức là phải rửa mặt trên một hai ba lần, phải mua quạt thế này để chống nắng.